Nín đi, nín đi Vân. Đó, đó quá người ta. Nó to đó kìa. Vô cho đẹp nè. Ngồi xuống. Xuống mày. Biết cái chương không mày? Không chứ kỳ vậy. Con nào nữa không? Công lúc mình mới xuống gặp nó hai ở trong giường á, vậy kiếm nó đi. Sao tao bay vô nhà được? Giờ cửa sau tụi mày không khóa nên tụi tao lén vô được. Chờ tới tối tụi tao chia đồ ra, bố trí người, rồi hù từng đứa, chứ có làm gì xấu đâu. Vân không ngờ anh Công là người như vậy á. Bây giờ Vân biết được bộ mặt thật của nó rồi chứ gì. Nói chuyện khác vui hơn đi. Vậy lớn lên Vân định làm nghề gì? Vân thì tốt nghiệp của ba làm kinh doanh. Còn Nam? Nam thì làm nghề gì cũng được hết á. Chỉ mong là mỗi ngày có một người ăn cơm chung với Nam thôi. Tại sao vậy? Tại vì Nam, ba mẹ Nam hồi đó ly dị nên Nam ở với anh.
mà anh ít khi nào ở nhà lắm, nên ít khi nào anh em có một bữa cơm ăn chung hết á. Nhưng mà nói chung là Nam thích làm nghề gì? Chắc là bán hủ tiếu quá. Sao tự nhiên lại là bán hủ tiếu? Tại vì Nam nấu hủ tiếu ngon đúng không? Em là không biết là gì. Tại vì á, trước giờ Nam ăn một mình không à. Ăn nhà một mình nó hủ tiếu ngon lắm. Ủa mà Vân biết tại sao Nam lại về quê ở với Vân không? Không biết nữa chứ gì. Tại vì Nam thích Vân á. Chắc Vân cũng không nghe đâu. Đêm dần qua, hai ta ngồi đây cùng ngắm nhìn từng ngôi sao, cùng khẽ mỉm cười bên nhau. Và em chợt tựa đầu vào vai khẽ nhắm nhẹ đôi mi và khẽ chìm vào giấc mơ. Rồi anh chợt nhận ra bao nhiêu ngày trôi qua, con tim này như thương về em, người con gái anh trao bao yêu thương bấy lâu. Người yêu ơi, bao ngày qua anh luôn mong được nói ra rằng từng đêm trôi lòng quặn đau vì em đâu hay yêu thương anh trao. Phải làm sao để con tim này không đau? Trái tim anh đau bởi vì không dám cho em xem những gì anh chôn giấu. Nhưng bao ngày qua đã trôi xa và anh muốn nói ra tất cả. Anh muốn nói với em là ấy à. Mũi đâu mà nhiều vậy trời.